Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp ngài Johannes Abraham, đại sứ hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại ASEAN, khi đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại ASEAN. Cùng dự buổi tiếp còn có ngài Max Ignapper, đại sứ hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và một số cán bộ đại sứ quán. Trao đổi với đại sứ Johannes Abraham và đại sứ Mark Ignapper, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực, sáng kiến xây dựng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương IPEF của Hoa Kỳ, đề nghị các nước tham gia IPEF cần sớm bắt tay xây dựng kế hoạch thảo luận cụ thể để nhanh chóng cụ thể hóa nội hàm của các trụ cột hợp tác của IPEF. Về các vấn đề kinh tế thương mại song phương, Thứ trưởng khẳng định quyết tâm xây dựng chuỗi cung ứng sạch và ổn định của Việt Nam. Đề nghị hai bên cần hướng tới những lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng trong tương lai, đó là chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường, kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, chế tạo chip bán dẫn, công nghệ hàng không, đất hiếm, vân vân, tham gia phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam đại sứ johannes abraham mong muốn sẽ tiếp tục có quan hệ hợp tác thật chặt chẽ hiệu quả hơn với việt nam trong suốt thời gian nhiệm kỳ tại asean góp phần thúc đẩy quan hệ giữa việt nam hoa kỳ và việt nam asean hoa kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp